Bà Harris chuẩn bị cho viễn cảnh ông Trump tuyên bố thắng cử sớm. Trả lời câu hỏi phỏng vấn của NBC ngày 22 tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bày tỏ lo ngại về việc ứng viên Cộng hòa Donald Trump có thể tuyên bố thắng cử sớm trước khi tất cả các lá phiếu được kiểm đếm và các phương tiện truyền thông dự đoán người chiến thắng. Có một người, đó là ông Trump, ông ấy đã cố phủ nhận cuộc bầu cử tự do và công bằng, người đã bác bỏ ý nguyện của nhân dân và kích động một đám đông bạo lực tấn công trụ sở quốc hội, làm một số người thiệt mạng. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, bà Harris nói. Bà cũng khẳng định bà và đội ngũ của mình đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để đối phó với tất cả tình huống phát sinh trong đêm bầu cử cũng như những ngày sau đó. Chúng tôi có đủ nguồn lực, chuyên môn cũng như sự tập trung vào đó, Phó tổng thống Mỹ Harris cho biết khi được hỏi về kế hoạch ứng phó nếu ông Trump tuyên bố thắng cử quá sớm. Bà cho hay, đội ngũ của mình đã sẵn sàng phản ứng nếu ông Trump một lần nữa đưa ra cáo buộc vô căn cứ về một cuộc bầu cử bị đánh cắp nhằm lật ngược kết quả bầu cử. Trong cuộc phỏng vấn, bà Harris cũng bình luận nước Mỹ đã sẵn sàng cho nữ tổng thống đầu tiên. Bà lập luận, người Mỹ quan tâm liệu ứng viên tổng thống có thể làm được gì cho họ hơn là giới tính của ứng viên. Năm 2020, ông Trump tuyên bố mình là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống dù hàng chục nghìn lá phiếu qua thư chưa được kiểm đếm. Sau đó, ông không công nhận kết quả bầu cử và bị cáo buộc xúi dục người ủng hộ xông vào trụ sở quốc hội ngày 6 tháng 1 năm 2021 để ngăn quốc hội công nhận chiến thắng của tổng thống Joe Biden sau chìa khóa vàng sẽ mang lại chiến thắng cho ông Trump trước bà Harris. Kết quả thăm dò dư luận tại các bang dao động quan trọng đang cho thấy dấu hiệu tích cực về khả năng thắng cử của ông Trump trong năm nay. Giới quan sát nhận định, cựu Tổng thống đang nắm giữ những chìa khóa vàng có thể giúp ông mở cánh cửa phòng bầu dục một lần nữa. Ông Trump và bà Harris vẫn đang bám đuổi xích sao trên khắp các bảng thăm dò dư luận toàn quốc nhưng ở các tiểu bang dao động quan trọng. Cựu Tổng thống có vẻ vẫn nhỉnh hơn đối thủ đến từ Đảng Dân Chủ vài điểm phần trăm, theo kết quả thăm dò gần đây của The Telegraph, đi sâu vào chi tiết, những chỉ dấu chiến thắng này xuất hiện trong cách thức cựu tổng thống xử lý hàng loạt vấn đề nổi cộm của nước Mỹ hiện nay, từ điểm nóng kinh tế cho đến những cuộc chiến bên ngoài lãnh thổ. Di sản kinh tế. Trong màn tranh luận tổng thống với ông Biden hồi tháng 6, ông Trump tuyên bố đã để lại nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ sau khi rời nhiệm sở vào năm 2020. Tuyên bố của ứng viên đại diện Đảng Cộng hòa được cho là có phần khoa trương nhưng trên thực tế Tăng trưởng GDP trong thời kỳ ông nắm quyền đã đạt mức tương đối ổn định là 2,6% trước đại dịch. Quá trình phục hồi cũng diễn ra tốt đẹp sau khi cựu tổng thống chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm Joe Biden. Trong vòng 6 tháng liên tiếp, chỉ số công nghiệp Du Jones tăng vọt 16,9%, chạm ngưỡng kỷ lục. Bức tranh kinh tế kể từ đó có phần ảm đạm hơn. Theo Cục thống kê lao động, BLS, mức lương trung bình của người Mỹ đã giảm mạnh do lạm phát đạt đỉnh 9,1% vào tháng 7 năm 2022. Ông Biden cũng tỏ ra không mấy mát tay trong việc giải quyết lạm phát khi để giá tiêu dùng ở Mỹ giữ mức tăng liên tục 20% trong gần 4 năm, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 9 năm 2024. Nhiều cử tri Nam ủng hộ ông Trump Mỗi lần ra tranh cử Tổng thống, ông Trump đều hận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri Nam và từng dẫn trước ông Biden với tỷ lệ ủng hộ 53% đến 45% vào năm 2020. Tỷ lệ này được cho là sẽ tiếp tục tăng cao trong cuộc bầu cử năm nay, đặc biệt đối với nhóm cử tri Nam trẻ tuổi. Theo nghiên cứu của Gallup, nam giới trẻ tuổi ở Mỹ đang trở nên bảo thủ hơn, trong khi nữ giới cùng độ tuổi lại có xu hướng theo đuổi chủ nghĩa tự do. Vượt qua cả vấn đề chủng tộc, chiến dịch tranh cử của ông Trump đang kỳ vọng những lá phiếu từ nhóm cử tri da đen và cử tri gốc Tây Ban Nha có thể giúp Đảng Cộng hòa thay đổi cán cân bầu cử theo hướng có lợi cho mình. Tỷ lệ ủng hộ của cộng đồng da màu dành cho cựu tổng thống đã tăng 6 điểm phần trăm, trong khi tỷ lệ ủng hộ của cộng đồng gốc Tây Ban Nha cũng tăng 8 điểm. So sánh dữ liệu thăm dò ý kiến cử tri năm 2020 với cuộc thăm dò mới nhất của NIT Siena. Vấn đề Trung Đông Mặc dù nhìn chung chưa đến 1% cử tri coi đây là vấn đề quan trọng nhưng xung đột ở Trung Đông lại là mối quan tâm lớn của hai nhóm cử tri chính của Đảng Dân Chủ, cử tri trẻ tuổi và cử tri Mỹ gốc Ả Rập. Theo Viện Người Mỹ gốc Ả Rập, ông Trump và bà Harris hiện đang ngang bằng về tỷ lệ ủng hộ từ nhóm cử tri Mỹ gốc Ả Rập. Tuy nhiên, Điểm đang báo động là khoảng 10% cử tri nhóm này đang chuyển sang ủng hộ các ứng cử viên của đảng thứ ba do không hài lòng về cách thức lưỡng đảng xử lý vấn đề Trung Đông. Bà Harris có khả năng cao sẽ bị những cử tri ủng hộ Palestine quay lưng sau những tuyên bố đứng về phía Israel trong cuộc chiến ở bên kia bán cầu. Điều này cũng đặt đảng dân chủ vào tình thế nguy hiểm ở tiểu bang giao động quan trọng Michigan, nơi có cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập lớn nhất nước Mỹ. Nếu tận dụng được điểm yếu của đối thủ, ông Trump sẽ có nhiều cơ hội đắc cử hơn nhờ những lá phiếu bầu của nhóm cử tri này. Sự xuất hiện muộn màng của bà Kamala Harris Tiếp nhận ngọn đuốc từ Tổng thống Biden và chính thức tham gia đường đua vào Nhà Trắng hồi tháng 7, bà Harris đã có một khởi đầu như mơ khi liên tiếp phá vỡ các kỷ lục gây quỹ và tỷ lệ ủng hộ từ cử tri. Tuy nhiên, tuần trăng mật tranh cử bà Harris có vẻ đang tiến đến hồi kết. Sau một thời gian trượt dài trên các bảng thăm dò dư luận, Ông Trump đã bắt kịp và có phần vượt lên đối thủ đến từ Đảng Dân chủ ở nhiều bang chiến địa quan trọng. Trang đặt cược Election Betting Odds ngày 22 tháng 10 công bố tỷ lệ đặt cược ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng ở các bang Arizona là 72,1%, Georgia là 70,5%, North Carolina là 66,5%, Pennsylvania là 61,5%, Nevada là 60,7%, Michigan là 59,5% và Wisconsin là 57,5%. Trong khi đó, đối thủ của ông Trump bên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris, được dự đoán sẽ thua ở tất cả các bang này trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Kể từ khi tham gia vào đường đua tranh cử, bà Harris đã trả lời phỏng vấn ít hơn bất kỳ ứng cử viên nào khác trong lịch sử và điều này cuối cùng có thể ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Phó Tổng thống trong mắt cử tri. Hiện chỉ một phần ba cử tri được hỏi cho rằng bà Harris đã làm đủ để giải thích các chính sách của mình. So với một nửa đối với ông Trump, tại thời điểm chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày bầu cử chính thức. Hệ thống bầu cử Mỹ có lợi cho ông Trump. Hệ thống bầu cử theo cử tri đoàn đang mang lại nhiều lợi thế hơn cho các tiểu bang thưa dân và vùng nông thôn, nơi tập trung đông các cử tri ủng hộ cựu tổng thống và Đảng Cộng hòa. Cụ thể, cư dân Wyoming với gần 70% đã đứng về phía ông Trump trong năm bầu cử 2020 sẽ được hưởng 5,1 phiếu đại cử tri đoàn trên 1 triệu dân, trong khi cùng số dân New York và California theo chủ nghĩa tự do ủng hộ Đảng Dân chủ chỉ được hưởng 1,4 phiếu. Nguyên tắc winner take all, tạm dịch Người chiến thắng sẽ có tất cả, được tất cả các tiểu bang áp dụng, trừ hai tiểu bang Maine và Nebraska, nghĩa là chỉ cần kém một phiếu, người thua cuộc sẽ ra về tay trắng. Chính nguyên tắc này đã mang lại chiến thắng cho ông Trump trong năm 2020 trước đối thủ Hillary Clinton, người giành được 2,87 triệu phiếu phổ thông nhưng chỉ nhận về 232 phiếu đại cử tri so với 306 phiếu của cựu tổng thống. Bên cạnh đó, đa phần nhóm cử tri trung thành với ông Trump Người Mỹ da trắng không có bằng đại học và cử tri nông thôn khó tiếp cận được với phương tiện truyền thông và các thăm dò ý kiến. Điều này khiến họ không có nhiều lý do để thay đổi lá phiếu. Hồi tháng 10 năm 2016, các cuộc thăm dò cho thấy bà Hillary Clinton dẫn trước 6 điểm phần trăm ở Wisconsin và Pennsylvania và dẫn trước 2 điểm ở Bắc Carolina nhưng kết quả cuối cùng cho thấy ông Trump đã giành chiến thắng ở cả 3 tiểu bang kể trên. Xu hướng này vẫn tiếp tục vào năm 2020 và có khả năng sẽ được duy trì trong năm nay. Theo dự đoán của nhiều nhà quan sát. Ngày 22 tháng 10 theo giờ địa phương, tại một văn phòng vận động tranh cử của Đảng dân chủ ở bang New Hampshire, tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden cho rằng ông Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa là mối đe dọa với nền dân chủ, nếu ông Trump tái đắc cử, đồng thời ông Biden cho rằng phải nhốt ông Trump lại. Chúng ta phải nhốt ông Trump lại, nhốt ông ta lại về mặt chính trị, ngăn chặn ông ấy. Đó là những gì chúng ta phải làm. Sau phát biểu này, ông Biden đã nhanh chóng giải thích. Ông đang nói thông kèm học. Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump sau đó đã chỉ trích bình luận này của ông Biden. Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, những người ủng hộ ông Trump thường hô khẩu hiệu nhốt bà ta lại. Ám chỉ đối thủ của ông Trump năm đó là bà Hillary Clinton. Ông Trump đã không ngăn cản đám đông hô vang khẩu hiệu này. Trong cuộc bầu cử năm nay, trong các cuộc vận động tranh cử của bà Kamala Harris, đám đông cũng hô vang hãy nhốt ông ta lại, nhằm ám chỉ đến ông Trump, người bị tòa tuyên 34 tội danh trong vụ làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng một nữ diễn viên phim người lớn và cáo buộc cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 tuy nhiên bà harris đã ngăn cản các khẩu hiệu này và tuyên bố rằng bà sẽ đánh bại ông trump bằng các lá phiếu còn các vấn đề liên quan đến pháp luật bộ tư pháp mỹ sẽ tìm cách giải quyết